Thông tin từ Dân trí, sáng ngày 5 tháng 11, tại Đà Nẵng đã có mưa kéo dài trên diện rộng, gây ngập một số tuyến đường trung tâm của thành phố. Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, quận Thanh Khê, nước ngập gần nửa bánh xe máy, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Tại tuyến đường quanh Bệnh viện Đà Nẵng, quận Hải Châu, nước ngập hơn 30cm. Đây là vùng rốn ngập của trung tâm thành phố, nên mỗi khi có mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ, nước thường ngập sâu. Tương tự, đường Hải Phòng, quận Thanh Khê, trước khu vực ga đường sắt Đà Nẵng cũng ngập. Tại đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Triều, đoạn giao nhau với ngã Ba Huế, mưa lớn khiến nước không thoát kịp cũng gây ra ngập. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Hải Châu vào sáng nay cũng đã có thông báo cho học sinh được nghỉ học do mưa lớn. Theo Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ 4 giờ ngày 5 tháng 11, ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi có tổng lượng mưa 100-250mm, có nơi mưa đến 300mm. Trước đó, ông Trần Trí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn chủ động ứng phó với mưa lớn có thể xảy ra trong thời gian tới. Lực lượng vũ trang và các sở ban ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, ra soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu và sạt lở, đặc biệt là những vùng ven sông như sông Túy Loan, Cù Đê để chuẩn bị các phương án ứng phó. Ông Cường nhấn mạnh, theo chức năng nhiệm vụ, các ban quản lý và chủ đầu tư các công trình thi công cần triển khai phương án phòng chống mưa lớn, áp dụng các biện pháp ngăn ngừa ngập úng, khơi thông dòng chảy các khu dân cư liên quan. Ủy ban nhân dân các quận huyện được yêu cầu ra soát, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất. Các đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị lực lượng, phương tiện nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo sở xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện để triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng được yêu cầu kiểm tra, bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thông chính, chuẩn bị vật tư dự phòng và bố trí lực lượng phương tiện, sẵn sàng dọn dẹp, ra soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở để cảnh báo người dân. Thông tin từ báo tuổi trẻ, dự báo từ chiều nay đến mùng 5 tháng 11, ở các tỉnh thành từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, có mưa lớn diện rộng, có nơi trên 400mm và mưa to còn kéo dài nhiều ngày sau đó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều mùng 3 tháng 11, khối không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng ngày mùng 4 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ ngày mùng 4 tháng 11, ở khu vực vùng núi Trung du phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng động Đồng bằng Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Từ ngày 5 đến 6 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 17 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm mùng 4 tháng 11 có mưa, mưa rào, ngày trời lạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 21 đến 23 độ C. Đêm mùng 4 tháng 11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 20 độ C. Từ gần sáng ngày mùng 4 tháng 11, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên từ hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng và rông. Dự báo từ hôm nay đến ngày 5 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 150 mm trong 6 giờ. Ở khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ngoài ra ngày mùng 4 tháng 11 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tập trung vào chiều và tối với lượng mưa 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối mùng 5 đến mùng 6 tháng 11, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định. Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo khí tượng Thủy Văn, cảnh báo từ ngày 4 đến 9 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Hà Tĩnh. Các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh và các sông ở Bình Định lên mức báo động 1, báo động 2. Ông Dũng cảnh báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng, thấp, ven sông, đô thị, thành phố và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định. Đặc biệt, lưu ý các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực núi. theo báo lao động, bản tin dự báo bão áp thấp của cục quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines, Pagasa cho hay, vào hồi 2 giờ ngày 3 tháng 11, cụm mây bên ngoài khu vực dự báo của Philippines, PA đã phát triển thành áp thấp 11A. Vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 6,7 độ vĩ bắc, 141,0 độ kinh đông cách đông bắc Mindanao, Philippines 1630 km về phía đông. Tin bão mới nhất của Pagasa hồi 4 giờ ngày 3 tháng 11 cho hay, trong vòng 24 giờ tới, áp thấp 11A không có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trước đó trong bản tin dự báo bão, áp thấp hồi 22 giờ ngày mùng 2 tháng 11, Pagasa cho biết không có vùng áp thấp nào gần Philippines. Như vậy, áp thấp 11A đã hình thành trong vòng khoảng 4 giờ Trung tâm cảnh báo bão liên hợp Mỹ, GTWC trong bản tin dự báo thời tiết ngày 2 tháng 11, gọi cụm mây phát triển thành áp thấp nói trên là 90 W nằm ở phía đông Palau. Ngày 2 tháng 11, dữ liệu tán xạ kế cho thấy hệ thống phát triển rõ ràng và tạo ra gió từ 46 đến 55 km h Các điều kiện môi trường thuận lợi cho sự phát triển hơn nữa và nếu xu hướng này tiếp tục, một áp thấp nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới sẽ hình thành. Theo GTWC ngày 2 tháng 11, hệ thống 90W di chuyển về phía Tây Tây Bắc và có khả năng sẽ chuyển hướng về phía Tây Bắc trong đêm 2 tháng 11. GTWC đánh giá cơ hội 90W hình thành trong 7 ngày là 100%. Cập nhật về áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông, ngoài khơi bờ biển Việt Nam, GTWC cho hay, vùng áp thấp yếu này đang tạo ra một số trận mưa rào hỗn loạn, điều kiện môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống này trước khi nó di chuyển vào đất liền trong ngày 3 tháng 11. GTWC đánh giá cơ hội hình thành trong 7 ngày là 0%. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo, từ sáng mùng 3 tháng 11 đến đêm mùng 4 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 80 đến 200 mm. Cục bộ có nơi trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường rất lớn trên 150 mm trên 6 giờ. Ngày và đêm mùng 4 tháng 11, khu vực Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. GTWC cũng đang theo dõi một áp thấp khác, được gọi là B, ở phía đông nam đảo Wake. Áp thấp này tiếp tục tạo ra những trận mưa rào và rông hỗn loạn. Gió tầng cao hiện không thuận lợi cho sự phát triển. Tuy nhiên, đến giữa tuần, chúng được dự báo sẽ trở nên thuận lợi hơn khi áp thấp di chuyển về phía tây tây nam của Tây Micronesia và phát triển dần đến cuối tuần. Cơ hội hình thành trong 7 ngày là 30%. Thông tin từ VTV, hơn 10.600 cơ sở trú ẩn khẩn cấp đã được mở trên khắp tỉnh này cung cấp bữa ăn và nước uống cho những người sơ tán. Đợt sơ tán quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh bão công tây đang tiến gần vùng bờ biển phía đông Trung Quốc. Toàn bộ 152 tuyến phà chở khách tại tỉnh Chiết Giang, gồm 347 tàu đã tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, 136 dự án xây dựng tạm dừng thi công và 675 tàu xây dựng di chuyển đến khu vực trú ẩn ngành nông nghiệp của tỉnh Chiết Giang cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại như nạo vét các kênh thoát nước, gia cố nhà kính, thu hoạch rau và trái cây trước bão. Bão công thây gây lở đất ở Đài Đông, Đài Loan, Trung Quốc vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 31 tháng 10. Vào 10 giờ ngày 1 tháng 11, tâm bão công thây ở khu vực trên biển cách Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang khoảng 160 km về phía Tây Nam, di chuyển về phía Đông Bắc với vận tốc khoảng 30 km trên giờ. Theo cơ quan khí tượng tỉnh Chiết Giang, bão công Thầy có thể đổ bộ dọc bờ biển tỉnh này hoặc đi qua khu vực gần bờ. Tỉnh Chiết Giang đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 70,7 mm trong 24 giờ qua với gió mạnh ảnh hưởng đến các khu vực ven biển miền Trung và miền Nam. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đưa ra cảnh báo xanh với bão công Thầy vào sáng ngày 1 tháng 11. Dự báo mưa xối xả đã được đưa ra tại những khu vực cấp tỉnh ở phía Đông gồm các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và thành phố Thượng Hải từ chiều ngày 1 tháng 11 đến ngày 2 tháng 11. Các khu vực thuộc tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải có thể có mưa từ 100 mm đến 120 mm. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cảnh báo lở đất Lũ lụt và nước sông dâng cao, trong bối cảnh bão công tây dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp ngoại nhiệt đới và gây mưa lớn ở khu vực phía tây Nhật Bản cho đến ngày 2 tháng 11. Cơn bão thứ 21 của năm di chuyển theo hướng tây bắc trên biển nam tỉnh Okinawa và đổ bộ vào Đài Loan Trung Quốc vào ngày 31 tháng 10. Bão dự kiến di chuyển về phía biển Hoa Đông trong ngày 2 tháng 11 và suy yếu thành áp thấp ngoại nhiệt đới. Theo JMA, lượng mưa trong 24 giờ tính đến 6 giờ sáng ngày 2 tháng 11 dự báo lên tới 200mm tại khu vực Bắc Kisu và 120mm tại các khu vực bao gồm Chugoku và Kinki. Lượng mưa ở phía Bắc Kisu có thể vượt mức trong cả tháng 11 tháng 5.